Ngày hôm nay Thị Bình tôi xin được nói cho tất cả mọi người biết về năm đứa con tinh thần của Nhật Kim Anh, đó chính là nước hoa Laura Paris. Đây là nước hoa Laura Paris được sản xuất 100% ở Pháp nha. Và hiện bây giờ đang có một chương trình vô cùng tuyệt vời với 5 mùi hương cực kỳ đẳng cấp, thơm cực kỳ dài, từ 18 đến 24 tiếng. Và thậm chí là nó lan tỏa cực mạnh, ai đi ngang cũng sẽ đều hỏi: trời ơi, bạn xài mùi gì vậy? Bạn xịt mùi gì mà thơm quá vậy? Trời ơi, ta nói nó vô cùng nịnh mũi luôn, độ thơm vô cùng lâu luôn nha cả nhà. Thì mình cam kết ai xài nước hoa Laura Paris cũng đều mê. Mê giống như mê tôi vậy đó. Như mê tôi vậy đó. Tôi còn mê mà nói gì ai. Còn nếu không mê hả? Kiếm Thị Bình. Bây giờ với 5 chai nước hoa Laura Paris thì bây giờ đang được nhà máy hỗ trợ giá vô cùng tuyệt vời luôn. Đây nha, chai số 1 1.8 triệu, bây giờ chỉ còn có 1.2 triệu thôi. Chai thứ 2 1.450 triệu, bây giờ chỉ còn có 950k mà thôi. Đó, trời ơi, đã chưa. Chai số 3 1.650 triệu, bây giờ chỉ còn có 1.050k mà thôi. Chai số 4, chà, ta nói anh nào mà xịt một cái là đê mê luôn đó. Đê mê luôn đó. Chai số 4 này 1.8 triệu, bây giờ chỉ còn có 1.2 triệu thôi nha. Còn chai số 5, 1.750 triệu, bây giờ chỉ còn có 1.150k mà thôi. Còn chần chờ gì nữa, hãy sử dụng ngay 5 chai nước hoa đê mê từng mùi thơm này của Nhật Kim Anh nha. Bảo đảm mê y như Kim Anh mê gì đó.